Có thể bạn không tin, nhưng đây là một triệu phú chứng khoán đã từng vô gia cư, ôm con ngủ ở nhà tắm công cộng. Đã có hẳn một cuốn sách và bộ phim nói về ông là Mưu Cầu Hạnh Phúc. Ông có một tuổi thơ không mấy êm đềm khi gia đình có cha nghiện rượu và người mẹ phải vào tù. Sau đó ông phải vào trại tế bần. Sau này khi giải ngũ, ông làm nhân viên bán hàng y khoa và phải nuôi gia đình với một người vợ và một người con. Tuy nhiên, công việc không đem lại nhiều thu nhập, ông đã bỏ việc và tìm cơ hội mới. Trong một lần đi đường, ông đã hỏi một chủ nhân chiếc Ferrari làm nghề gì. Người lái chiếc Ferrari bảo rằng, tôi là môi giới chứng khoán. Không bằng cấp, không kinh nghiệm, ông vẫn xin vào làm việc cho một công ty chứng khoán, để rồi nuôi không nổi bản thân. Vợ ông đã bỏ ông mà đi, ông phải ôm con, ngủ ở nhà tắm công cộng vì không có đủ tiền thuê nhà. Tuy nhiên, ông đã không bỏ cuộc, sống một cuộc sống nghèo khó gần 5 năm, những nỗ lực của ông cũng được đền đáp. Vào năm 1987, ông trở thành người môi giới xuất sắc nhất. Đến năm 1988, ông đã kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên và đã mua cho mình chiếc Ferrari để tự thưởng cho bản thân. Hiện nay, ông là một triệu phú sở hữu tài sản trị giá 60 triệu đô la, một tác giả, một nhà nhân đạo với nhiều sáng kiến giúp đỡ người vô gia cư ở Mỹ. Người đàn ông đó chính là Chris Gardner.